xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tà Mau TV. Thời gian 60 giây bắt đầu. Đây, có mẫu đây. À, cho bán cho em một bịch giấy chùi mồm. Đây, hiệu... Xến xí. Xến xí, cái gì đây? Đấy, nhá. Vào giấy chùi mồm Diana xến xí. Hai chàng trai ơi, các bạn có hai... Nào, 60 giây chuẩn bị. Bắt đầu. À, Diana xến xí lại nào? Có Việt Nam Airlines này, thông dụng này. Đây, có cái vỏ này. Đây, bà xem nào. Đây, xến xí này. Ôi da, mua đây về làm gì? Anh đã bảo mua về cho anh ấy chùi mồm. Ai da, anh... Nào, 60 giây chuẩn bị. Bắt đầu. Mua được à? Mày á, cái này mày chơi cái gì đây? Cho mày cái bịch giấy lau mồm tối về ăn cơm xong rồi lau nhá. Bóng bay này chỉ có anh mới chơi được thôi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ăn luôn. Ngồi nữa. Mời nhóm thí sinh kế tiếp. Tôi là Phương Hữu Dương. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Nào, 60 giây chuẩn bị. Bắt đầu. Thôi. Bây giờ mày bị khẩu trang lại. Ừ nhỉ, hay thế nhỉ. Chứ như là lúc đấy mày bỏ khẩu trang ra, em gái lôi sẽ phát hiện vẻ đẹp trai của mày. Thế tức là bất ngờ ấy. Đeo à? Đeo à? Đeo à? Ừ, đeo à. Đấy. Ui ôi, đẹp trai vãi luôn, rất luôn. Đẹp trai cực luôn ấy. Đấy, bị khẩu trang vào trong đẹp trai hẳn à. Kiểu như tạo ra sự huyền bí đấy, nhìn rất là chất. Được. Phát là em gái luôn tôi nhìn thấy Vinh Điền Nẻ chắc là sướng luôn, yêu luôn, kết luôn, khẳng định các bạn luôn. Ok, chúng ta gần đến 426 xã Đàn rồi. Sắp đến rồi. Chúng tôi đã đến xã Đàn rồi. Vinh Điền Nẻ đang ngấp ngỏm ngắm gọi là em gái luôn, xem em gái luôn ở đâu. Chờ lâu không? Chờ lâu lắm mà đâu? Ta thảo đó. Trời ơi.